Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023. Tại hội nghị, báo cáo viên đã trình bày các nội dung chuyên đề về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong đó tập trung vào nội dung phương thức thực hiện phong trào dân vận khéo tại các cơ quan đơn vị. Các đại biểu tham gia buổi tập huấn cũng đã cùng nhau trao đổi về các nhiệm vụ cũng như được hỗ trợ giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ngay sau hội nghị, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận,